Tin chúng tôi vừa thực hiện, cuối giờ chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các quận huyện để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trong thời điểm thành phố chuyển trạng thái như hiện nay. Qua 3 ngày chuyển trạng thái trong phòng chống dịch thì cơ bản tình hình được đảm bảo. Các chốt chặn kiểm soát ra vào thành phố được duy trì nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở kinh doanh ăn uống tuân thủ đúng các quy định thì cũng có một số cơ sở vẫn phục vụ tại chỗ hoặc lượng người tập trung mua đông không đảm bảo giãn cách. Đến nay, Đà Nẵng đã qua 11 ngày không có ca mắc mới COVID-19. Hiện nay, các địa phương đã lấy hơn 61.000 mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình và đến nay đã có kết quả hơn 56.000 mẫu và đều âm tính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ lưu ý, mặc dù dịch đã được kiểm soát nhưng không vì thế mà chủ quan, cần tiếp tục tập trung các biện pháp phòng chống dịch, làm thế nào để phát hiện sớm ca bệnh nếu có trong cộng đồng. Các cơ sở y tế, hiệu thuốc cần phải là những chốt chặn quan trọng, không để lọt những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ bệnh. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ khó khăn cho người dân, cũng như hỗ trợ cho các tổ công tác COVID-19 cộng đồng.